Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Vấn nhé. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng, đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá, 450.000. Cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm. Chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá.
lên cho em đó là khay dán nhá. Khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy, lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1.800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa. Con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá. 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1.800W nhá, 1.800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi. Chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi các bác nhá. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhá. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1.800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số rác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là
Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Vâng, chào mừng xuân năm mới 2024 thì em xin gửi lời chúc Tết tới quý cô bác anh chị và các bạn nhá. Đó thì bác nào có muốn mua hàng thì khẩn trương, bên em cũng chỉ tầm khoảng trên 10 ngày nữa là bên em sẽ nghỉ Tết, tại vì các đơn vị vận chuyển họ sẽ nghỉ các bác nhá. Thì bên em cũng xin phép là nghỉ Tết thôi. Thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đó, và luôn đạt được mọi thành công trong cuộc sống cũng như là một năm mới tràn ngập niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các cái mã cũ mới thì em lại lên video để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái đèn măng sông nhá. Đấy. À đèn dầu, các bác lên cho em là đèn dầu. Xin lỗi các bác. Đấy, con này thì giá chỉ có 130.000 thôi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Chất liệu của nó thì hợp kim và sơn giả đồng rất là đẹp luôn nhá, sơn màu giả đồng rất là đẹp như này. Con này thì các bác có dùng thì dùng đa di năng luôn, đề co trang trí này. Đấy, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn, rồi các bác có thể dùng để mình sử dụng trên ban thờ, trực tiếp trên ban thờ là mình đốt lên, mình sử dụng trên ban thờ mình thờ cúng nó cũng rất là đẹp. Đấy, về nhà thì các bác nâng cái lẫy này lên cho em này, sau đó thì mình châm dầu vào đây này. Đấy. À, châm lửa vào đây. Đấy các bác châm lửa vào đây cho em. Đó. Sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào, đẩy cái lẫy vào như bình thường. Và về nhà cho dầu thì các bác xoáy cái đầu này ra. Đấy. Các bác xoáy cái này ra đây. Đấy, xoáy cái này ra. Và các bác đổ dầu vào đây cho em nhá. Đổ dầu vào đây. Đấy. Xoáy ra các bác đổ dầu dầu đốt ấy, hoặc là các bác ra cái chỗ họ bán đồ thờ ấy. Các bác ra chỗ họ bán đồ thờ thì nó sẽ có bán cho bác là cái loại dầu chuyên để mình đốt. Đấy, người ta gọi nôm na nó là dầu thờ nhá. Dầu thờ thì những cái dầu đấy nó thứ nhất là nó không bị mùi, thứ hai là nó thơm và nó sạch sẽ nhá. Đó thì có chỗ bán luôn cái dầu thờ ấy luôn. Thì các bác ra cái chỗ hàng bán đồ thờ là có. Giá thì cũng chỉ có vài chục nghìn cho một chai thôi và đốt được rất lâu. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn dầu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm rất là to, đó là một cái thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo. Con này thì cái dung tích của nó sẽ được vào khoảng là đi nó sẽ vào khoảng là đi 10 cân nhá, 10 cân. Đó. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Dung tích của nó thì vào khoảng 10 cân gạo nhá, 10 cân gạo. Đây các bác này, rất là to luôn. Đó. Hàng này thì khi mà bên em gửi cho các bác nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện như này rồi. Lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó đây. Nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi nhá. Nó rất là tiện đây. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái thùng đựng gạo như này, có nắp đậy này. Nắp đậy này. Đấy. Và khi các bác sử dụng thì ưu điểm của con này nó sẽ là hàng nó sẽ có cái độ dốc nhất định này. Và các bác chỉ cần nhấp này là gạo nó chảy xuống này. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái ô này thì vừa là chức năng để vo gạo luôn. Vừa chức năng vo gạo luôn thì các bác cho gạo vào đây mình vo này, sau đó thì mình chỉ gạn đi là đây nó có cái phần giá chấm lỗ này. Đấy là gạo nó sẽ đọng lại ở đây. Thì nó sẽ là một cái thùng gạo như này. Đấy các bác cứ nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đây nó có lỗ này. Đấy, lỗ này. Đấy, nhấp vào đây là nó sẽ máy thái rau á. Nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Thì con thùng đựng gạo này giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Có nắp đậy thứ đàng hoàng. Hàng thì của thương hiệu Hokiro, hàng của Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, đấy. Việt Nhật nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì
bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo, giá sẽ là 180k. Con này thì nói chung là về nhà các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích thôi. Vừa vặn bây giờ mình cũng không nấu nhiều gạo nữa đây. Đấy, mã sản phẩm này, màu ghi này, công ty sản xuất nhựa Việt Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Lên cho em là thùng gạo, giá sẽ là 180k nhá. Đó, thùng gạo này. Thùng gạo giá sẽ là 180k. Đó, 180.000. Với cái thùng đựng gạo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái bộ vít đen nhá. Bộ vít đen thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một đầu vít này, một đầu vít và một tay công như này các bác này. Đấy, một đầu vít. À, một cái bộ đầu vít như này bao gồm 6 chiếc nhá. 2 này, 4 6 chiếc, 12 đầu và một cái bộ tay công như này để các bác dùng để mình vặn vít này. Đấy. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa là trợ lực này, vừa là xoáy nhanh luôn và có đảo chiều nhá. Đấy, trợ lực, xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác cho nên nó rất là tiện dụng. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá chỉ có 60 cành trong cái bộ này thôi. 60k trong cái bộ này nhá. Vừa làm tô vít, vừa có chức năng trợ lực cho các bác rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k. Đấy. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này, 60.000 các bác nhé. Rất tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình xoáy các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lấy giấy tai đèn nhá, giá sẽ là 60.000. Con này thì hàng đa di năng luôn, có đầy đủ các chi tiết cho các bác, bao gồm là các cái phần lấy giấy tai này, đèn này, pin đầy đủ cho bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thì ở đây đầu tiên nó sẽ là một con gắp nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để gắp này. Đấy, chuyên dùng để gắp. Ở đây nó sẽ có cái cản pin ở đây, các bác chỉ cần là lấy cái cản pin này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái phần cản pin để chống hết pin. Đây, đấy, đây nhá. Đây nhá. Ví dụ trong bàn tay em tối này, các bác đưa vào này. Đấy, nó sẽ sáng để mình lấy này. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sáng chưa? Bỏ ra tối om không nhìn thấy gì luôn. Cho vào sáng trưng các bác nhá. Đấy, sáng tận trong cùng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, thì nó rất là tiện để cho mình lấy nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái con dài này nữa. Con dài này thì nó sẽ có hai đầu lấy này. Có hai đầu lấy như này. Có hai cái đầu lấy như này các bác nhá. Và kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Giá rất là rẻ, chỉ có 60.000 thôi. Mà combo cho các bác quá nhiều món luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy các bác. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, lắp pin vào. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều âm dương cho em nhá. Đúng chiều âm dương để tránh cái việc là nó không lên nhá. Đấy, đây. Lắp pin vào này, bật này. Đấy, đèn lên rất là sáng luôn nhá. Sau khi đèn lên rồi thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu lấy dây tai như này. Hai cái đầu lấy dây tai như này thì tùy theo các bác có thể lấy một trong hai, các bác lắp vào này. Đấy, lắp vào cho em để mình lấy dây tai. Đây, ví dụ đây đang là tối om nhá, các bác đưa vào này. Đấy. Sáng trưng luôn, đưa đầu sáng ở đấy luôn, tiện chưa? Đó, để các bác lấy cho người già này, cho trẻ con rất là ok nhá. Hoặc là anh em làm thợ lấy con này thì không cần phải dùng đèn pin nữa, nó rất là tiện. Đó. Thì giá chỉ có 60.000 thôi. Combo cho các bác hai cái lấy, hai sản phẩm, một cái lấy một cái gắp và đầy đủ cho các bác luôn. Mà giá chỉ có 60k thôi nhá, 60.000 thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nhá, lấy dây tiền đèn, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái đây, các bác lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng nhá, ổ điện vàng. Đấy, ổ điện vàng. Đây nó sẽ là một con ổ đa di năng luôn cho các bác này. Đấy, đa di năng luôn. Rất đa di năng các bác nhá. Các bác có thể dùng để làm mình làm thợ làm nghề này, dùng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Giá sẽ là 45k. Có lên cho em là ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng này. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chiếc như này. Ở đây thì về nhà các bác xoáy ốc này ra, đấu dây vào cho em. Và nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đầu cắm như này nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 5 đầu cắm như này. Lên cho em là ổ điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Đó. Bỏ cho anh kia hộp bàn cháy. Hộp bàn cháy răng cái này. Cái hộp. Hộp nhà kem ấy. Hộp nhà kem. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 30 chiếc.
thì bên shop có thể là bán lẻ hoặc là bán combo cả hộp luôn. Đó, có bán lẻ, có bán combo cả hộp cho các bác nhá. Đấy. Bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái. Đấy, còn bán combo thì sẽ là 10.000, 10 cái là 40.000 và 30 cái là 110.000. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác này, Korea của Hàn Quốc này. Đấy. Mã tem mã vạch đàng hoàng. Bên này siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Hàng nó đang bán ở Việt Nam mình là 36.000 nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này. Đó. Và giá bên shop bán cho các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Một cái bàn chải đánh răng như này được làm từ sợi than tre hoạt tính này, rất là mềm, mềm mịn này, rất mềm mịn cho các bác luôn. Và cái giá thì giá này là giá rất là rẻ rồi. Nói chung là cái giá này là giá ưu đãi để tri ân khách hàng rồi. Rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì giá sẽ là như sau. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k, em bán thấp nhất 4 cái, 10 cái là 40k và cả hộp này là 30 cái luôn sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp như này, 30 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn đựng trong một cái hộp nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng nha, có quai đeo rồi có cáp sạc nha. Đấy, và có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng vàng này, đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Đấy, và rất là nhiều tính năng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng nữa, đó là cái bật lửa nhé. Cái bật lửa thì các bác giữ lì như này là đèn nó lên, là bật lửa nó lên này. Đấy, và các bác giữ giữ lì là nó sẽ lại tắt nhé. Giữ lì nó sẽ lại tắt cho em. Đó, thì chức năng của nó rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác muốn bật lửa này lên thì giữ lì cho em nhé. Đấy, giữ lì cho đèn lên là nó sẽ lên, và khi tắt thì các bác cũng giữ lì cho em là nó sẽ tắt nhé. Giữ lì cho em tầm khoảng 3 đến 5 giây là nó sẽ tự tắt các bạn. Đấy, các bác theo. Bật lửa này nam châm hít này, các bác có thể để kê lên này này, rất là tiện luôn nhá. Và rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, sáng chói chang luôn, sáng lóe mắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm bao nhiêu nhỉ? 100.000 tròn cho cái con đèn hộp nhôm như này nhá. Đấy. Lên cho em là đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác dùng cái găng tay thức ăn này để mình vệ sinh này. Đấy, rồi nói chung là làm nem, làm nộm, làm thực phẩm, làm thức ăn rất là ok. Đây, đấy, các bác thấy chưa? Cho vào nó rất là ngon luôn. Đấy, rất là vừa vặn nhá. Em là tay đàn ông to, rất là to luôn mà còn vừa như này. Tay phụ nữ thì dùng nó khá là ok này nhá. Đấy, có cái độ dai, độ bám rất là tốt luôn. Có thể cầm bút viết thoải mái nên các bác làm nghề làm nộm, làm nem cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn. Thức ăn giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 cái. Giá sẽ là 25.000 cho một cái bộ hộp găng tay thức ăn như này nhá. Đấy, 25.000 thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Ở đây nó sẽ là một con bếp rất là mini nhỏ gọn. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Đây, mở ra như này. Đấy, sau đó thì mình mở cái phần chân này ra cho em. Con này thì giá rất là ưu đãi nhá. Hàng nội địa của Nhật mà giá rất Việt Nam cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Và có đánh lửa tự động này. Đánh lửa tự động. Khi đi du lịch các bác chỉ cần mang cho em 2 bình ga, 3 bình ga đi là mình có thể dùng để chế biến thực phẩm được rồi. Ví dụ như các bác dùng để mình câu cá này, mình ăn lẩu này. Đấy, hoặc là hấp, rán, chiên đồ ăn đều ok hết nhá. Có túi đựng này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên thì em là bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. Bếp ga mini này. Bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000. Đó. Đây. Đấy, từ nãy giờ em đang đeo cái găng tay thức ăn này, em quay cho các bác vẫn rất ngon lành luôn. Không hề có hề hấn gì nhá, rất là ok, ngon lành luôn. Đấy, rồi ok.
Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhé. Đấy thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bạn. Đấy, một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn. Đó, bỏ tranh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này để các bác mình dán vào đây cho em, hai miếng dán mình dán vào tường sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp vào đây cho em, lắp vào đây, sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này thì con này rất là tuyệt đích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan và giá thì sẽ là 60.000, dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá, em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy không nên lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào, mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá. Cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng. Khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước. Chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống. Mà nó sẽ là bằng nước. Đây. Hình nó mô phỏng ở đây nó sẽ có 4 đầu này.
Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này, con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe các bác này. Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá, nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200 mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tăm nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi, và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây, cho nước vào đây, sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ấy, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi hiểu nhá. Lên mã giúp cho em là tăm nước. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên mã giúp cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tăm nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tăm nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây. Ví dụ này các bạn này. Đấy. Nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em, để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhá. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800 mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy,
dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép, cao chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô, ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon, và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhé, không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi, nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy, hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100.000. 100.000 cho một bịch nho khô như này thì cái này nó khá là tiện ích luôn. Các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết nhất đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non, và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném cho anh cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, như này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là, khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt, và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn. Nó là cái dòng cao su non, nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp em đó là thảm 46 nhá, thảm 46. Giá là 45.000 cho một chiếc như này nhá, 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá, đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này các nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó, đây. Và theo, đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng cũ mới lên, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chống trộm nhá. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác dùng nó siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng chìa vát rãnh như này các bạn này, chìa vát rãnh như này. Và nó rất là ưu điểm luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện ích. Bình thường thì các bác dùng như một chiếc khóa bình thường như này, và khi các bác đảo chiều lại thì nó sẽ là dòng còi hú như này nhá. Đấy, còi hú các bạn. Đấy. Đấy. Tức là khi mà các bác chạm nhẹ thì nó sẽ kêu 3 tiếng nha, và khi mà các bác có tác động mạnh thì nó sẽ hú lên. Đó, các bác thấy không? Đấy. Kêu ù tai luôn các bác nhá, kêu ù tai luôn. Thì khi mà nhà các bác có trộm thì nó sẽ động chạm vào và nó sẽ kêu lên thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn. 80.000 cho một cái bộ khóa chống trộm như này. Thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng
trong cái việc là bảo vệ tài sản của gia đình mình nhá. Lên cho em là khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Khóa chống trộm. Chống trộm giá của nó sẽ là, khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho con khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm. Được cái ấy kia. Cái điểm kia. Cái nhang trầm các bác nhá. Nhang trầm thì đây nó sẽ là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là, đây nó sẽ là một cái nhang trầm như này. Đấy, ở đây thì hàng nó sẽ về theo lô nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ được 100 vòng, có lô thì nó chỉ được khoảng 6 đến 70 vòng thôi các bác nhá, 6 70 vòng thôi. Đó, đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang như này rất là thơm luôn các bác này. Đấy, một vòng này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Đấy, một tẹp này của nó là 2 vòng này. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn. Các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy liên tục là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Thời gian nếu ở khu vực nào mà ít gió thì nó có thể cháy đến 4 tiếng luôn. Cháy rất là lâu các bạn. Cháy rất lâu và rất là đượm và rất là thơm luôn. Thì giá chỉ có cho các bác là 40 cành cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. 40k. Lên cho em là nhang trầm đốt này. Nhang làm từ gỗ trầm này và dùng để đốt này. Cho nên lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gọi là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Đấy, vòi tưới cây bằng đồng tăng áp này. Đấy thì đây nó sẽ có cho các bác là 3 cút nối này và một cái vòi bằng đầu bằng lõi bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tưới cây bằng đồng. Con này thì nó sẽ có cho các bác các cái phần cút nối như này và một cái đầu vòi như này các bác này. Một đầu vòi này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây. Và các cái đầu vòi để các bác kết nối với các cái nguồn nước này, đầu cút này, đầu vòi này nó sẽ xịt thẳng này, xịt tưới cây này. Đấy, rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, xịt tưới cây, rửa xe các thứ rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, lên tiên là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Vòi tưới cây bằng đồng giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây bằng đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn mang sông nhá. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cho các bác một cáp sạc luôn. Lô này về thì nó sẽ là lại là màu đen nhá, màu đen. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì có cái công tắc này. Các bác có thể dùng để mình tắt bật này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Có công tắc vừa tắt bật vừa tăng áp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, dày dẫn chắc chắn này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là ánh sáng vàng nhá. Có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng các bác nhá. Rất đẹp cho các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để decor trang trí này, bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó, và có chiết áp các bác tùy chỉnh nhá. Để trang trí trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó. Hoặc dùng các bác sử dụng khi mà mất điện các thứ thì nói chung cũng rất là tiện. Lên cho em là đèn mang sông giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này thôi. Lên cho em là đèn mang sông này, đèn mang sông giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng pin nhá. Con này cả hút cả thổi luôn, chạy bằng pin, rất là tiện ích luôn. Đây là các cái phụ kiện của nó này, các cái đầu hút, đầu thổi này. Đấy, rồi chân sạc này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio này, Tamashio made in Japan như này các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hút cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Thì con này nó cả hút cả thổi luôn. Đấy. Thì các bác lắp cái đầu này vào thì nó sẽ là đầu hút bụi này. Đấy, đầu hút bụi này. Đấy. Và đầu này thì nó sẽ là đầu thổi này, đầu thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái vòi và đít này là nó sẽ thổi thôi. Đấy, tức là hút vào và thổi ra. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác này, đấy. Rất là mạnh luôn nhá. Các bác thấy không? Đấy, rất là mạnh luôn. Thì nó sẽ là có cả đầu hút cả đầu thổi luôn và combo cho các bác giá sẽ là 100 cho mấy nhỉ? 170.000 thôi các bác nhá. Đấy. Lên cho em là hút thổi bụi này, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k cho một bộ như này. 170.000 cho một bộ hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít xanh này thôi. Giá rất là hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k vít xanh này. Giá sẽ là 40k một bộ như này. 40.000 cho cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này các bác này. Một tay công, một tay nối dài như này. Đấy, và hàng thì nó rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau thì nó rất là tiện.
các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn, và nó cũng có điều chỉnh dài ngắn ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, các bác có thể cho dài ngắn tùy theo ở đây nhá, rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp cho vào đây. Đấy, cho vào đây để mình xoáy như kiểu xoáy công như này nó cũng rất là tiện. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 cho một bộ như này. Thì các bác đã có cho em là tới 30 đầu vít rồi và các cái chi tiết đi kèm nữa, rất là tiện ích luôn, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá, dép đi trong nhà. Đấy, con này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dép đi trong nhà như này và giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 một đôi thôi. Đấy, chất liệu của nó thì phần lót này bằng nhung này, rất là ấm luôn. Phần dưới thì bằng xốp mềm này, bằng xốp siêu nhẹ này, xốp siêu nhẹ này. Bên trên này thì sẽ là vải nhung như này, vải nhung này đi siêu ấm luôn. Đấy, mùa đông các bác dùng để đi trong nhà rất là ok nhá, nam nữ đều đi được cả nhá. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là dép dép xốp nhá. Đấy, lên cho em là dép xốp này. Giá sẽ là 35k nhá. 35.000 cho một đôi dép xốp như này, rất tiện ích cho các bác luôn. 35k thôi. Giá rất là rẻ luôn các bác nhá. Đó, 35.000 cho một đôi dép xốp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp nhé. Qua lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây là nó sẽ là một cái dòng sen có kèm cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đây, đấy, cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có điều chỉnh to nhỏ này và có đóng ngắt trên tay luôn nhé. Và có dây nối như này. Đấy, sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 95k nhé. Cái bộ này thì các bác dùng nó rất là tiện ích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá sẽ là 100k nhé, 100.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sen cao su, cũng có cả sen cả dây luôn. Con này thì nó vừa là dùng là sen tắm này, có cũng điều chỉnh to nhỏ này, rồi tăng giảm này. Đấy, to nhỏ đóng ngắt này. Và có cho các bác các cái chế độ điều chỉnh này. Và con này ưu điểm của nó là có cái đầu cao su như này. Thì khi các bác tắm thì mình dùng để massage cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt luôn. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này. Hoặc là các bác dùng để mình kỳ cọ rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái sen cao su như này nhá. Cũng có đầy đủ cho các bác các cái đầu, các cái chi tiết để các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su 95k cho một cái bộ như này. Đấy, thì có hai loại như này để các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhé. Lên trên là tô vít vạn năng. Con này thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cũng ok thôi. Đấy, lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó, đây, về nhà thì các bác có thể lắp cho em một cái viên. Đưa cho anh cái viên pin lắp thử xem nào. Các bác có thể lắp cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em để mình sử dụng này. Đấy, viên nhỏ. Đấy, lắp cho em một viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, và cái đít này cho em này để mình sử dụng này. Và cái này bên em bán thì không kèm pin đâu. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác nhá. Đấy, để em thử lắp thử xem con này nó có lên không nhá. Đó, đây. Đấy. Đấy, thì cái này hết pin rồi các bác. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Viên pin này của em. Đấy, thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó. Đấy, cái viên pin này của em nó hết pin rồi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này, các cái đầu vít như này nhá. Đấy, thì to nhỏ lớn bé lục giác rồi múi mít ba khe hoặc là vít dẹp đều có cả nhá. Ba khe và dẹp đều có cả. Thì các bác muốn dùng cái nào thì dùng, nó rất là tiện ích. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu vít tất cả luôn. Con này nói chung là dùng cũng rất là ưu điểm đấy các bác. Đấy, các bác không cần phải lấy nhiều tô vít ra để mình sử dụng. Đấy, nó có đầy đủ to nhỏ cho các bác luôn. Và có một cái loại đầu bé tí này các bác sử dụng cũng rất là ok nhá. Đó, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ tô vít vạn năng như này thôi. Giá chỉ có 80k thôi. Mua có 80.000 mà dùng được tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đầu tô vít như này thì rất là ok luôn. Hàng đúng như trên hình như này. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là tô vít vạn năng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Thì em gọi luôn nó sẽ là vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòi van xả nước như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hai nguồn nước nhá, một là đầu vòi này, hai là vòi này. Và cái này các bác cũng có thể xoáy ra này để mình kết hợp với các cái đầu vòi khác nhau luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn, các cái đầu cút nối khác nhau. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh, giá chỉ có 50k cho một con vòi cam xanh như này thôi. Con này rất tiện ích luôn nhá, chia ra làm hai đường nước này, đầu kết nối bằng đồng này, rất tiện ích luôn. Đó, nói chung là con này thì rất tiện ích và cái giá của nó cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đốc sạc kèm pin, bỏ cho anh 4 viên pin đây nào. Đốc sạc kèm pin như này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. Giá sẽ là 65.000, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác là sẽ là một đốc sạc và
4 viên pin như này nhé, một đốc sạc 4 viên pin như này. Đấy, giá sẽ là 65k. Đấy, cái này thì các bác dùng cho pin đồng hồ nhé. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhé. Đốc sạc này, đốc sạc pin đồng hồ. Pin ở đây sẽ là pin đồng hồ nhé. Giá sẽ là 65k nhé. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Đấy, thì pin này pin đồng hồ các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào mic karaoke đều được nhé. Giá sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm một đốc sạc một pin, một đốc sạc một pin cho các bác luôn nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái phao nước nhé. Đây nó sẽ là một con phao nước rất là tiện ích luôn. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái phao như này, kèm thêm cho các bác là cái cao su non và cái này là để điều hướng nước nhé. Các bác có thể xoáy vào để điều hướng này, chảy lên chảy ngang chảy ngược đều được hết. Và cái đầu này các bác kết nối với cái đầu nguồn nước cho em đó. Và cái phao này rất tiện ích, nước ngập một phân thì nước phao sẽ tự đóng ngắt, rất tiện, các bạn dùng rất là đa di năng luôn. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá, phao nước này giá sẽ là 70k nhá, 70k. Đấy, con này dùng nó sướng lắm, nó tiện chứ không như cái phao cơ truyền thống các bác dùng nhiều khi nó không ngắt được thì bị tràn nước, còn cái này thì nó để thẳng như này là khi các bác dùng là nó sẽ tự ngắt luôn, nó rất là tiện đó. Phao nước 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser này, thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng thước đa di năng và rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một cây thước như này nha. Một cây thước như này các bạn. Đấy, các bác bật lên cho em. Bật lên cho em thì các bác rút cho em cái phần cản pin này ra thì cái tia laser nó sẽ lên này. Đấy đây. Các bác nhìn cái tia laser này. Đấy, các bác thấy không? Đây, tia laser rất là rõ luôn nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh tia đứng, tia nằm hoặc là lấy góc vuông như này đây. Đấy, các bác xem em dọi vào cái góc vuông của cái tường gạch này, đét thì đẹp luôn nhá. Đó. Con này thì sẽ có cho các bác là điều chỉnh tia đứng thì các bác gạt đứng lên này, tia nằm thì các bác gạt này. Ở đây có cái đầu này các bác gạt trực tiếp vào cái đầu này cho em này để các bác điều chỉnh tia nhá. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái thước này, thước Livo này, bao gồm là đứng nghiêng và nằm này, đứng nghiêng và nằm này. Rồi có cái thước đo 15 cm này, thước đo 15 cm đây. Và ưu điểm là có thêm một con thước rút như này nhá, một con thước rút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Thước rút thì nó vào khoảng là 2m đến 2m rưỡi nhá, 2 đến 2m rưỡi trong con thước rút như này. Đấy thì combo cho các bác là một cái thước laser như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Đó. Thước laser này, laser. Giá sẽ là 90k một em nhá, rất tiện lên. Em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp sách của học sinh nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cặp hàng nội địa của Nhật. Thì ưu điểm của bác khi mà dùng con này thì nó sẽ là chống gù lưng cho các em, nó rất là tốt luôn. Đấy. Nó sẽ có cái phần quai chống gù lưng như này nhá. Đấy thì các em nó đi học thì nó rất là tiện ích luôn, khi mình đeo vào thì nó sẽ không bị gù lưng. Đấy, các em có mang nhiều sách vở đi cũng rất là yên tâm. Đó, đây thì nó sẽ là một cái ngăn để đựng nước này. Đấy, đựng nước, đựng các cái đồ lặt vặt này. Và đằng trước này cũng khá là nhiều ngăn luôn, khá nhiều ngăn luôn. Và bên trong thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, thì khi các em bỏ cặp, bỏ sách vào nó sẽ không bị quăn. Và ưu điểm của con này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là chống gù lưng nhá. Đấy, thì chống gù lưng thì các bác biết rồi. Đấy, các em bây giờ đi học thì chữ thì ít mà sách vở thì nhiều. Đấy, một cái em lớp 1 thôi mà cặp sách cũng mang theo là đến choãi hết cả vai luôn ấy. Chả hiểu là học hành kiểu gì các bác nhá. Đó. Ngày xưa em đi học thì có mang sách bao giờ đâu. Đấy, thế mà bây giờ bọn nó đi học sao lắm sách thế. Đấy, thì lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách này, chống gù lưng. Chống gù lưng này. Chống gù lưng giá sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho một em cặp sách chống gù lưng, nó rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhé. Keo vá tường thì đây nó sẽ là một cái lọ keo như này, một cái lọ keo như này các bác này. Đấy, dung tích của nó là 250g và giá sẽ là 40.000. đây, đấy, về nhà thì các bác bơm cái keo này ra cho em này. Đấy, các cái chỗ tường nào mà bị bong chốc, bị nứt nẻ này, đấy, bị thấm rột, đấy thì các bác vá trực tiếp lên cái phần đấy cho em. Sau đó thì mình để là nó sẽ tự khô thôi, thì nó rất là tiện ích. Đây. Đấy, ví dụ như là cái phần tường bị vết mực này, đây nhá, vết mực nhá. Đấy, các bác chỉ cần vá lên này là cho em xong rồi, hết vết mực luôn. Đó, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác. Tại Đài Loan và hiện nay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, một siêu phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, được đánh giá là keo vá tường tốt nhất hiện nay và được các nhà thầu xây dựng chọn mua nhiều nhất. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi giảm giá duy nhất lên đến 50%. Và sau đây là lý do tại sao mọi nhà nên sở hữu ngay chiếc keo vá tường để tiện cho việc xử lý các vết lỗi trong ngôi nhà bạn. Đầu tiên, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian, chi phí để tìm thợ đến sơn sửa nhà, mà có thể tự tay mình thi công một cách tiện lợi. Thứ hai là với sự vượt trội tích hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm, giúp bạn sơn sửa nhà cửa một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Đầu tiên, keo có thể vá được các vết tường nứt, bong chóc, bị rộp, vỡ thành màng. Công dụng thứ hai, khác với các loại bột bã, bột chét thông thường bên ngoài thị trường, keo vá tường còn thấm nước, chống thấm quân trội. Và cuối cùng, không thể nói đến độ bám dính cực tốt của keo vá tường với độ bền tuổi thọ lên đến 4-5 năm. Keo vá tường siêu tốc. Rồi, ok các bác nhá, 40.000. Hello các bác nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Cơ bản thì nó đều là các cái mã bên em đã và đang bán cho các bác, cho nên là em sẽ lên video cơ bản nhanh để gửi tới các bác thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây, các bác xem con đồng hồ Rolex này. Con này thì nó sẽ là mặt màu đen. Đấy, số màu vàng đính kim cương rất là đẹp này. Có lịch ngày tháng đàng hoàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Và cái giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này các bác này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex 300.000. Chạy bằng pin, giá thì đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Về nhà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đấy, tiện ích đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường nhá. Lịch số to rõ ràng, đẹp, hàng của thương hiệu Rolex các bác này. Đó đây, Rolex đây. Đó, giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá sẽ là 300.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Thì lưu ý các bác là cái nồi kho cá này thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà nó là nóng chậm. Nó sẽ là cái dòng nồi nóng chậm, cho nên là con này khi mà quát sử dụng ấy thì khi mà kho cá thì nó phải hàng gọi là nửa ngày hoặc một ngày thì nó mới chín được cá. Cho nên là khi mà về các bác test ấy mà các bác vừa ấy cắm xong mà các bác đòi nóng ngay là nó sẽ không nóng được đâu. Còn hàng thì bên em bảo hành cho các bác, cho nên là các bác yên tâm. Hàng của thương hiệu Matika con này, Matika. Con này thì sử dụng điện 220V, 50Hz và 235W. Công suất của nó sẽ là 2.5L nhá, 2.5L. Đó, rất tiện ích như này. Câu thông số đầy đủ cho các bác luôn nhá, Matika. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 290.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Con này thì các bác nhận hàng khi các bác kiểm tra thì cứ làm sao mà không bị vỡ, không bị nứt là được rồi. Còn lại là hàng bên em bảo hành như là các bác cứ test, sử dụng thoải mái cho các bác luôn. Lên cho em là nồi kho cá, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bọc yên nhá. Đây nó sẽ là một cái bọc yên như này. Thì con này nó co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể bọc vào yên xe SH này. Xe, các loại xe đều được hết nhá. Xe đạp điện cũng ok và nó có cái phần co giãn đây rồi. Để các bác thắt vào cho em. Đấy, nếu mà yên nhỏ thì các bác thắt vào và yên to thì các bác giãn ra. Đấy, và nó có dây chun co giãn như này. Thì các bác lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây các bác, nó sẽ là một cái con bọc như này. Các bác về các bác cứ bọc vào cho em là ok. Đó, đây. Các bác ngồi bình thường thì nó rất là nóng nhưng mà bọc lên thì rất là ngon luôn nhá. Chống xước yên này, yên cũ yên yếc các bác cho vào được hết này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bọc yên xe, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia giấy khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là, đây, một chiếc như này, nó vào khoảng là 35-35, đấy 35-35 nhá. Đấy, khoảng 35 gì đấy các bác nhá, 30-35 gì đấy. Và con này thì các bác chuyên dùng để mình lau kính, lau các cái phần như là bếp ga, bếp điếc. Đấy, và các cái phần kính như này các bác lau nó rất là sạch này. Con này lau thì ưu điểm của nó là nó sẽ không để lại vết nhá. Không để lại vết thì khi các bác lau nó rất là thích. Đấy, lau rất là thích và nhanh sạch nhá. Nhanh sạch, không để lại vết trên kính. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 50.000 cho một bịch như này. 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Giá sẽ là 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy. 50.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau kính, giá sẽ là 50.000 nhé. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Với chiếc khăn này, bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đó, giá sẽ là 50.000 cho bịch 10 cái các bác nhé.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con máy thái rau bằng tay nhá. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một chiếc này, 100 cành một chiếc. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, bao gồm cho các bác là có 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi thì về nhà các bác lấy cái lưỡi này ra, các bác lắp vào cái phần thân cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là thái lát, thái sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Đấy. Sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Về nhà thì các bác lấy cái này ra, sau đó thì mình lắp cái lưỡi này vào cho em này. Đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đấy, lắp lưỡi rất là dễ dàng thôi. Lắp lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì mình lắp cái phần lưỡi này vào trong cái phần này. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đây như này. Đấy, khi mình quay thì cái miếng rau củ quả nó sẽ được thái ở trong cái cuộn này. Đấy, lắp cái tay công này vào đây, lắp tay công vào đây. Lắp tay công vào đây để quay này. Đấy, và các bác dùng cái này để mình ấn nó xuống này. Rau củ quả mình ấn nó xuống để nó tránh vào tay này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 100 nghìn nhá. 100 nghìn cho cái con máy thái rau như này. Hàng này thì quá là tiện ích rồi, tiện ích lắm. Các bác dùng để mình thái rau các thứ thì rất là ok. Đây em sẽ có cái video mô phỏng cho các bác xem. Chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, các bác lên cho em là máy thái rau nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, con này thì nó sẽ là thái bằng tay nhá, thái bằng tay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy đũa nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều, là nó rất là tiện ích thôi. Đấy, trời mùa nồm ẩm như này hoặc là các bác dùng quanh năm ngày tháng đều ok. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái móc dán tường này, một móc dán tường và có ba cái móc treo như này, thì các bác lắp vào cái móc treo này vào đít cho em này. Đấy, lắp móc treo đít này để các bác có thể treo tạp dề hoặc treo mấy thứ linh tinh. Đó, còn bát đũa, đũa thì cần sấy môi, các bác bỏ vào đây xem. Khi bật lên thì nó sẽ là cái đèn màu tím nhá, màu xanh tím. Đó là cái đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn luôn. Con này thì giá sẽ là 100 nghìn cho cái con máy sấy đũa như này nhá. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đấy, máy sấy đũa này. Sấy đũa, giá của nó sẽ là 100k. Đó, máy sấy đũa 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác nên mua, tính ứng dụng của nó rất là cao và sử dụng thực tế trong gia đình luôn. Đấy, các bác này. Vì tôi thật sự như vậy, có lần tôi được một chị bạn mời đến nhà ăn tối, sau bữa ăn tôi phụ chị rửa chén, tôi thật sự quê, chúng mình quê nhiều. Khi tôi chạy khắp gian bếp không thấy ống đũa, tôi hỏi chị sao nhà mình không sắm ống đũa, em không biết phải rắc đũa, muỗng ở đâu? Chị cười, em ơi, giờ ở thành phố ít ai xài ống đũa lắm, giờ người ta xài hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, rẻ lắm em, mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử muối. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Chị đâu biết là em quê một dữ vậy đâu. Em nên hợp tác gia 999 mua đi. Chị hay vào kênh hợp tác gia 999 mua hàng lắm. Không đấy, mua cũng vào xem okay hàng, vì họ bán nhiều thứ hay hơn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này thì 10 viên. Một tháng các bác cứ cho một viên này cho em. Một viên này cho em. Đấy, còn nếu mà nhà đông người thì có thể là tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết một viên, hoặc một tháng cứ cho một viên này cho em. Nước nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Thứ nhất là sạch đẹp này. Đấy thì con này nó sẽ rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch tẩy trắng diệt khuẩn và thơm nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Sạch tẩy trắng diệt khuẩn thơm. Đó, và giá của nó chỉ có 15k trên một bịch thôi. 15k trên bịch 10 chiếc theo thoải mái cho bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc thì đây nó sẽ là một cái bộ kìm bấm cúc như này. Hàng đa di năng cho bác luôn, đầy đủ các chi tiết để các bác dùng để mình bấm cúc nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40k thôi. Quần áo các bác bị lỏng, bị thừa, bị bong cúc, bật cúc, các bác dùng con này cho em. Rất là tiện. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Dạ em cảm ơn chị nhé. Kìm bấm cúc đa năng. Con này thì nó dùng nó rất là tiện, các bác có thể dùng để mình đây. Sử dụng được trên mọi loại vải. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là xong cho em, xong. Rất là tiện ích luôn. Kìm bấm cúc cái lúc cao cấp, sử dụng được trên mọi loại vải. Đấy, rất là tiện ích các bạn. Đó. Đây các bạn này, đấy mình chỉ cần đặt vào bấm vào là xong. Đấy, nó rất là tiện ích luôn. Đó, bác theo, đặt vào, bấm này. Đấy là các bác đã có cái bộ khuy cúc ngon rồi. Rất tiện ích luôn, vừa vặn đẹp. Đấy, bấm quần bò còn biết, giày dép, chăn màn đều ok hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì
Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Combo của nó sẽ là một cân và một đôi pin đi kèm nhá, một cân một đôi pin đi kèm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là một cái combo như này. Bỏ cho anh những viên pin cho nó rơi mất đầu viên. Giá của nó sẽ hả? Pin nhỏ. Giá sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Mặt cân thì bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực. Đấy, và có thể chịu được cân nặng lên tới 180 cân. Đấy. Một cân nặng lên tới 180 cân luôn, tha hồ thoải mái bác sử dụng nhá, lắp pin vào cho em là mình dùng thôi. Đó, đây, sẵn pin này các bác, có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, lắp pin vào sau đó thì mình bật nguồn lên. Đấy, lấy quả khác thì quả này hết pin rồi. Sì. Có một cái đây. Có không? Các bác lắp pin vào cho em nhá. Nếu mà pin mà hết pin thì các bác có thể thay pin nhá. Tại vì là cái hàng này của em thì nó để lâu, khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị hết pin. Đấy, hết pin các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó các bác cân như bình thường thôi. Đó, sau đó các bác cân như bình thường cho em là xong. Con này có cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, có cập nhật nhiệt độ bây giờ đang là 23 độ C này. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đó, đây. Con này thì nó cân được tới 70 cân nhá, 70 cân. Đấy, con này cái viên pin này của em cũng có vẻ hết pin rồi. Về nhà các bác có thể là lắp pin mới vào cho em nhé. Đấy, đây. Em hiện đang là 68 cân nhá, 68 cân. Đó, đây các bác này. Đấy, nó nhớ số cân luôn nhá. Đấy, có vẻ như là nó hết pin rồi nhá. Hết pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. À, về nhà các bác lắp pin mới vào cho em để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái con cân sức khỏe như này nhá. Đấy, nếu mà hết pin thì về nhà các bác có thể lắp pin mới. Đó, đây. Rất tiện ích luôn, cân được 180 kg. Đấy, lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe này, cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách quý song ngữ nhá. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Con này thì về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin nhá. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, quyển này của nó sẽ là 100.000. Về nhà các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây. 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chủ đề nhá. Rất nhiều chủ đề và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím này. Đầu tiên nó sẽ là một cái phím phím nguồn này và một cái phím của trang này. Đấy, mỗi trang có một phím. Phím nguồn thì thường là ở cái dòng trên này, còn phím trang thì nó sẽ đi theo từng trang như này. Đó. Và con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con quyển sách quý song ngữ rồi nhá. Đấy, rất là nhiều chủ đề này, rất là nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Việt cho các bác luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình nhân dịp Tết năm mới này, hoặc là mua để cho con cái nhà mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là sách nói nhá, sách nói này. Sách nói, giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái quyển sách nói này luôn. Đây các bác nhá, có cả ca nhạc luôn và đấy, rất là nhiều chủ đề nhá. Đây là một cuốn sách nói chắc chắn sẽ được rất nhiều các bạn nhỏ ưa thích. Tạm biệt bạn nhỏ, hôm nay lần sau biết nhé, chào mừng bạn. Đây sẽ là nút khởi động của từng trang. Muốn đọc trang nào các chị cho con ấn vào nút sao để khởi động. Sau đó bắt đầu đi đọc chi tiết của từng chữ cái. A, quả na, á, cái hân. Cuốn này có 24 trang gồm những chủ đề. Chữ cái tiếng Việt là 3 trang, đủ các chữ cái từ A đến Y. Chủ đề về số đếm, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. 0, 1. Có tiếng Anh đi kèm. Tiếng Anh, 0, 1. Chủ đề về nghề nghiệp, nhân vật, động vật. Chủ đề về trái cây, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Quả lê, quả táo. Có một kiểm tra bài để tương tác cùng với các con. Quả dâu tây, ở đâu vậy? Rất là ok các bạn nhé, giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, bán cả hàng bao nhiêu rồi các bác nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này, các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt rất là ok. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này, hàng cực kỳ là bằng inox 316 này, rất là mịn luôn. Các bác có thể cho trực tiếp cà phê vào đây, sau đó thì mình chỉ cần là rội nước vào là xong. Đó là các bác đã có một phin cà phê rồi. Đấy, hoặc các bác có thể pha trà, pha các loại hạt,
nước uống rất là ok. Dung tích của nó là 1 lít inox 36. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con ấm pha trà như này. Giá của nó sẽ là 100.000, 110.000 nhá, 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy 110k nhá, 110k một chiếc. Lên trên là ấm pha trà. Giá sẽ là 110k một cái nhá, 110.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái loại máy, đó là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột như này. Đấy con này thì các bác dùng chuyên để đuổi chuột rất là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột nhé. Máy đuổi chuột nhá. Đấy con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đuổi chuột, đuổi ruồi, muỗi, kiến, rán, côn trùng đều đuổi được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Cái bọn chuột thành tinh này phải dùng máy bằng sóng siêu âm. Chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là cả họ cả hàng. Cả hang cả hốc nhà chuột, rán hay côn trùng cũng phải đi biệt hết. Sản phẩm đặc biệt không ảnh hưởng đến trẻ em hay vật nuôi trong gia đình. Một sự lựa chọn hoàn hảo chỉ với 69k. Đấy, rất là tiện ích cho các bác nhé. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, rán, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không rất là ok luôn các bác nhá. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000, ship trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá, sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn các bác nhá. Đấy chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé. Để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây. Và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này.
Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhé. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhé. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao độc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần, và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này. Rồi bạn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhé, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20. Và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20cm một chút nhá. Trên 20cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này. Hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40cm, 37cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá. 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này.
Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo tỉa con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, à dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50 cành. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi. Thì các bác có làm tí lẩu nướng thì đây, nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu nướng này, hàng của thương hiệu Sunhau nhá. Đấy, hàng thương hiệu Sunhau đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá, nồi lẩu nướng. Đấy, đây nó sẽ là con nồi lẩu nướng. Rất đẹp như này. Đấy. Con này thì cái hả? Chiều dài của nó thì vào khoảng là chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi 35 cm và chiều rộng của nó là 20 cm, khá là to luôn. Đấy, rất là tiện ích này. Có cái phần cắm điện đây. Và dòng này sẽ là dòng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính. Công suất của nó thì sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V. Đấy. Các bác dùng để ăn đồ nướng thì rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần đặt lên như này, cắm điện vào, sau đó thì để đồ ăn lên đây. Dòng này nó sẽ là tráng đá chống dính và các bác hứng mỡ ở dưới này cho em nhé. Đặt cái bát ở đây để mình hứng mỡ xuống là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 350.000. Bên shop đã bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Hàng tráng đá chống dính như này, các bác dùng để ăn lẩu, ăn đồ nướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì khá là hợp lý, 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái nồi nướng mà giá hợp lý như này đâu các bác. Đấy, hàng thì hàng của hãng nhá, rất chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này thôi. Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Đấy, nồi lẩu nướng giá sẽ là 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này đây. Các bác có thể dùng để ăn đồ chiên, đồ nướng rất là ok nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ này, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Philips đây. Con này thì hàng sản xuất ở Thái Lan nhé, hàng sản xuất ở Thái Lan. Giá thì sẽ là hả? Bao nhiêu? 470.000 cho con bếp từ như này nhé, hàng sản xuất ở Thái Lan nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con bếp rất là tiện ích cho các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhé, sản xuất ở Thái Lan đây, made in Thái Lan các bác này. Đó. Thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Đấy, bên trong của nó đều là quấn dây bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au này, các bác nhìn cho kỹ này. Đấy. Và giá thì sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn.
Trước khi các bác sử dụng thì đầu tiên là các bác cắm điện vào cho em này, sau đó thì các bác giữ cái nút khóa tay này để nó bật nguồn lên này, sau đó các bác nhấn dương để lên này, rồi các bác chọn các chế độ chiên rán xào nấu cho em. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 30 cm, gần 30, 28 cm, và chiều dài của nó thì cũng khoảng 30 mấy cm. Đó. Nói chung là bếp từ này nó sẽ là bếp từ một nồi nhá, một nồi. Giá sẽ là 470.000. Ba ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây. Hàng thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái nồi như này nhá, và cái nồi này khi gửi đến các bác là nó sẽ bị bẹp. Đấy, nó sẽ bị bẹp, nói thẳng thế luôn. Hàng này là hàng tặng chứ không có bán nhá. Hàng này hàng tặng không có bán. Và gửi đến cho các bác thì thường là cái nồi này nó sẽ bị bẹp, tại vì hàng này nó sẽ là khá là mỏng nên là bẹp, các bác cũng cố mà nhận nhá. Đấy, em tặng cho bác cái nồi này thôi chứ không có bán đâu nhá. Không bán cái nồi này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là công suất của nó là 2000-2500W này, điện 220V nhá. Một chiều là 32 cm, một chiều là 39 cm. Đó. Kích thước cơ bản như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là cái các bác lên nói giúp em, đó là cái khăn lau kính các bác nhá. Đấy, khăn lau kính này. Đây. Một bịch này sẽ là 50.000, 50.000 cho một bịch này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 5. Bịch này là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Con này thì chuyên dùng để lau kính các bác nhá, lau kính này, lau cửa kính, lau bàn kính, rồi nói chung là các cái đồ liên quan đến kính là các bác lau cực kỳ là sạch luôn. Đấy, lau kính nó sạch lắm. Thì con này nó chuyên để lau kính. Lên cho em là khăn lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc như này. À, một bịch như này bao gồm là 10 chiếc. Đấy, thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và chiều rộng cũng khoảng 35 cm, nó hình vuông. Lên cho em là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50.000 trên một bịch như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Hãy trang bị cho mình khăn lau kính và xe ma thuật, chống vết mờ hoàn hảo cho công việc làm sạch của bạn. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đây nha, khăn lau kính 50.000 một bịch các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì cơ bản của nó là từ 30 đến 35 lưỡi, hàng về tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 30 cái lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 60 cành thôi, các bác mua về dùng cả Tết luôn. Đấy, cả Tết cả năm luôn. Bộ nó sẽ là bao gồm là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là bộ lưỡi kép 2 lưỡi này, một bàn cạo này và một lọ kem. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi các bạn. Giá không thể tin nổi luôn. Giá rất là sốc các bạn. Đây. Đấy, và của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này các bạn này. Đấy. Hai lưỡi kép như này siêu sắc bén cho các bác luôn. Dùng để cạo râu thì rất là tiện ích, và các bác mua một cái bộ này là dùng quanh năm ngày tháng luôn. Có tới 30 lưỡi, 30 lưỡi mà một năm của nó là có mấy chục tuần đấy, thì các bác cứ dùng dần thôi nha, là ok, dùng cả năm là các bác cứ dùng cả năm là ok. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 lưỡi, một lọ kem, một bàn cạo, một năm hết có 60.000, quá rẻ mạt các bạn. Đó. Thì các bác cứ mua cái bộ này là mình dùng dần chứ nha. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem giá sẽ là 60.000, 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Giá sẽ là 95.000 nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, máy cạo râu 9D. Thì con này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Thứ nhất là có chức năng chính là cạo râu này. Đấy, cạo râu thì các bác tháo cái nắp này ra cho em. Bật nguồn lên này, cạo râu này. Ba lưỡi kép luôn nhá. Khi các bác cạo thì nhấp vào này cho em này. Đấy, các bác cạo các bác nhấp vào này cho em đây. Các bác nghe tiếng em cạo nó đứt này. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng đứt của nó rất là êm luôn nhé. Đấy. Các bác cứ nhấp vào này cho em là xong. Đó. Rất là êm các bác nhé. Rất là êm luôn nhé. Đó. Đây. Dâu nó đứt ở bên trong này các bác này. Đấy. Dâu nó đứt này các bác này. Ba lưỡi kép nhá. Dâu đứt này. Đấy các bác thấy chưa? Đó.
Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết tiếp theo, đó là một cái con bằng cái đầu, một cái con bằng cái đầu đầu lông này, để các bác dùng để mình massage mặt, làm mềm da mặt này. Đấy, làm mềm da mặt này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái chân tăng đơ này. Đấy, một cái chân tăng đơ đây, để các bác lắp vào mình dùng để mình tăng đơ này. Tiếp theo là một cái đầu tỉa lông mũi này. Đây, đây sẽ là cái đầu tỉa lông mũi này, các bác chuyên dùng để mình tỉa lông mũi. Tỉa lông mũi, đây. Tất cả thì nó đều là lắp vào một con máy này cả thôi. Các bác chỉ cần là giật ra như này thôi, giật ra cho em này, giật thẳng tay ra, sau đó thì mình lắp vào cho em là xong. Đấy, tỉa lông mũi này, xoay này, cái lông mũi nó sẽ tỉa này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thuốc chuyên trị đau, cái này nó sẽ là bị nấm ngứa các bác nhá. Đấy, nấm ngứa long ven hắc lào đều khỏi hết các bác nhá. Đấy, bác nào chuyên bị nấm ngứa long ven hắc lào tổ đỉa á sừng thì các bác bơi hết vào đây chị em. Đấy, nấm ngứa long ven hắc lào nhá, con này giá thì chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho một lọ như này, giá sẽ là 25k nhá. Đấy, 25k cho một típ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn mà em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào hay làm sông nước, đấy, hay bị nấm ngứa long ben hắc lào thì các bác dùng cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là nấm ngứa long ben hắc lào, giá sẽ là 25k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhé. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng các bác nhá. Đấy, 50 miếng, lên cho em là miếng dán thải độc chân, một hộp là 50 miếng thì sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là cả miếng dán và cả cái miếng thuốc, cả lọ thuốc như này đó. Giá sẽ là 40.000 thôi, bằng một bát phở thôi. Đây thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn, lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40.000. Tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, hết tê bì trên tay, có một sức khỏe và tinh thần tốt cho ngày mới. Mỗi hộp có 50 miếng dùng cho cả gia đình luôn ạ. Anh chị em nào hay bị tê bì nhức mỏi chân tay thì xem hết video này nha. Do công việc phải đứng và đi lại nhiều nên em hay bị tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể. Đấy thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. 40.000 cho hộp 50 miếng như này, các bác dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá rất là rẻ, chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Đấy, phở quê em thì 20.000, phở Hà Nội 40.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 195.000. Đấy, con này mà các bác mua ra ngoài cửa hàng mà mua thì giá của nó sẽ là khoảng 300, 250 đến 300. Đấy, thấp nhất họ phải bán cho các bác là 270, 280 đến 300.000 nhá. Còn có những shop mà có những cửa hàng nó bán đắt thì phải đến 350, 400.000 các bạn. Đấy. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop và vẫn gửi tới các bác tri ân khách hàng giá chỉ có 195.000 thôi. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo size cỡ đại nhé, size cỡ đại size 3XL thì các bác người lớn người bé người to người nhỏ đều mặc được hết nhé. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bạt, đấy nó sẽ là dạng vải và hai lớp phủ, dạng vải hai lớp và có phủ gọi là phủ ni lông để khi các bác mặc thì nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm rất là tốt, rất là an toàn.
Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Một cái bộ quần áo mưa của thương hiệu Tú Phong như này, hàng cao cấp nhá, size 3XL nhá, giá sẽ là 195.000. Đây, hàng thì khi các bác em đã cho các bác xem thực tế rồi, và khi mặc vào thì nó đúng như trên hình này luôn, đúng như trên hình này luôn. Có mũ Mỹ các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 195k. Lên cho em là quần áo mưa nhá, quần áo mưa, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Con này bên shop đang bán là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc hoặc ra các cửa hàng y dược nó bán cho các bác thì khoảng 400-500.000 nhá, 400-500.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên em cũng tri ân khách hàng để cho các bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Con này nó sẽ sử dụng cái loại pin gọi là pin con thỏ nhỏ, rất dễ mua. Các bác cứ ra trực tiếp ngoài tạp hóa, ngoài hiệu sách là mua được thôi. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong, nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ rất tiện ích. Đấy, lắp pin vào cho em một lần lắp pin như này các bác phải dùng được khoảng từ 5 tháng, 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì đo huyết áp, đo nhịp tim này, đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Huyết áp, nhịp tim đầy đủ hết luôn. Giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác, bỏ sang cái ví xanh. Về cho các bác một cái ví, đó là cái ví màu hồng như này. Đấy thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, ba cái bấm móng, rồi một cái bộ nặn mụn này, tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Màu của nó là màu hồng rất đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp luôn. Kìm kéo đầy đủ cho bác luôn, ba cái bấm móng nặn mụn rồi tẩy da chết các thứ đầy đủ như này. Lên cho em là bộ ví hồng, giá sẽ là một cái bộ ví hồng như này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái ví hồng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái ví màu xanh này. Con này cao cấp hơn nhiều nhá. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng luôn, có một cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này. Đấy, rồi kéo kìm này, rồi nói chung là có cả cái nạo gót chân này. Đấy, có cả mài cả nạo luôn. Cái này là lưỡi để nạo này, cái này là để mài này. Đấy, con combo cho các bác như này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá của nó sẽ là một cái bộ như này thì giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó. Ví xanh này. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế này. Đấy, cái đệm ghế. Chất liệu của nó thì bằng silicone nhá, và được thiết kế theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác mà ngồi vào ấy thì nó sẽ có cho các bác là một cái độ đàn hồi nhất định. Đấy, đàn hồi nhất định như này. Đấy các bác nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Thì các bác nào chuyên bị đau tê mông này, hoặc là các bác mà bị xương khớp này, đấy, hoặc là ngồi văn phòng lâu thì dùng con này rất là ok. Vải của nó thì nó sẽ là dòng vải dệt 3D thoáng khí này. Còn bên lớp bên dưới của nó thì nó sẽ là, bên trên này thì là dệt 3D thoáng khí này, ngồi rất là thoáng khí và êm ái này. Còn bên dưới này thì là cao su non để chống trơn trượt này. Đó. Lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Giá hôm nay thì về cho bác giá tốt luôn. Một con đệm ghế như này giá sẽ là 90k nhá, 90k trong cái đệm ghế này. Các bác có thể về để cả quả trứng ngồi lên cũng không sao đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đó là cái sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đèn F1 nhá. Đấy, đèn F1. Đây. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đầy đủ cho các bác các cái chi tiết luôn. Đấy, đai bắt và tường các thứ đàng hoàng. Combo cho các bác điều khiển ốc áp các thứ đàng hoàng. Và nó sẽ là bao gồm là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng 1, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đó, và nó sẽ sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác nhá, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Đó, thì các bác có thể đưa lên các cái vị trí nào mình cần chiếu sáng rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị một cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái đèn năng lượng mặt trời như này, giá chỉ có cho các bác là con F1 này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn F1 nhá, giá sẽ là 130.000 một em. Đấy. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Các bác có thể dùng thì mình tận dụng cái năng lượng mặt trời mình sử dụng, tránh cái việc là mất nhiều tiền điện nhá. Đấy, tránh việc mất nhiều tiền điện.
Tên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá, giá sẽ là 130k. Đó. Đèn F1 này, đèn F1. F1 130k, em đã có những video test thực tế rồi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao nhá, bộ dao cán gỗ. Đầu tiên thì nó sẽ là con dao chặt này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng nhá, 6-7 lạng. Đấy, nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan cho các bác luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, con dao chặt cán gỗ như này. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, khoảng từ 5 đến 7 lạng, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Con này thì cũng khá là bén luôn. Khá là bén các nhá. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình gọi là sử dụng rất là đa di năng luôn. Đây, đấy để em thử test dọc giấy xem con này có dọc được giấy không nhá. Đấy, cũng rất là bén luôn nhá. Các bác theo. Một cái con dao chặt mà cũng dọc được giấy như này là rất là ok rồi các nhá. Rất là ok rồi. Đó. 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này, hàng của thương hiệu Asaka Japan này, chữ khắc chìm luôn. Con này thì siêu bén thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một em dao gọt gỗ này nhá. 40.000, chiều dài khoảng 20 cm. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì có một mã nữa đó là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác, 80.000. Con này thì là hàng của thương hiệu Seki này. Đấy, Seki, Seki Japan. Hàng thì cũng là hàng siêu bén cho các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đây, rất là bén nhá, rất là bén luôn. Đấy, rất bén luôn. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ 80k. Đó, lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k nhá. Còn con bé này là gọt gỗ này. Con gọt gỗ này thì sẽ là 60.000 nhá. Gọt gỗ 60k. Đó. À xin lỗi các bác là 40k nhá. Đấy. Còn nếu các bác nào mua combo thì đây, con này là 180, con này 80.000 là 260 nhá. 260 bao ship. Thì mua combo hai con này thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Đấy. Mua combo hai con được tặng kèm một con và bao ship cho bác luôn. Mua 2 tặng 1 bao ship, rất chất lượng cho bác luôn. Thì các bác có thể lên cho em là combo là 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có 260.000 thôi. Lên combo cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Hàng thì nó sẽ là cái dạng màu, bây giờ thì nó không về nguyên màu nữa mà nó sẽ về theo kiểu là màu màu caro như này. Đấy, màu caro tức là nó sẽ có một cái màu trắng và xen lẫn các cái màu như này. Đấy, cái loại này của nó, về cái lô này của nó thì cái chất của nó rất là tốt nhá. Đấy, bông của nó là bông sơ. Đấy, bông sơ cho nên nó rất là thấm hút này. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Dùng thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, kích thước của nó cực kỳ sốc luôn nhá. Kích thước rất là sốc luôn. Kích thước là bao nhiêu? Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân 1m4, kích thước rất là khủng luôn. Dài các bác có thể chùm hết cả người luôn. Mà giá thì lại là rất hạt rẻ. Đây, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm luôn nhá. 140 cm. Giá sẽ là 40k. Đấy, 40k. 40k cho một cái con như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay Osaka đây. Đấy, lên cho em là máy xay Osaka nhé. Đấy. Con này thì sử dụng điện 220V. Con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào là mình dùng thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, nhấp này là nó sẽ chạy này. Osaka Japan này. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. 145k cho con máy xay Osaka như này nhá. Đó, dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là 700ml nhá. Ao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng nói chung là cái giá này là rất là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác có thể xay thực phẩm, xay thức ăn đều ok hết nhá. Lên đây là máy xay Osaka này. Giá sẽ là 145k. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Con này thì cũng bán rất là nhiều rồi thì em lên nhanh thôi. Cái con to nhất này thì kích thước của nó sẽ là 24 cm. Dòng này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có thể gấp gọn mà được. Đấy, gấp gọn mà được nhá. Đấy, gọi là bỏ gọn vào nhau được chứ không nói là gấp. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Hàng này thì nó cũng vừa phải thôi nhá, không, nó không quá dày đâu. Đấy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì các bác có thể bỏ ra từng chiếc một hoặc là mình chồng vào nhau rất là ngon luôn. Đấy. Từng chiếc một như này các nhá. Đấy.
cứ nồi nào vung đấy chị em, nồi nào vung đấy chị em. Đấy, có tới cho các bác là 5 cái liền. 5 cái liền các bạn. Đây 5 cái liền như này, tha hồ sử dụng luôn. 5 cái nồi mà giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác nhà có cỗ có bàn có công có việc thì các bác cứ dùng cái này chứ. Đấy, đây. Đấy, các bác cứ thế là mình trồng với nhau cho em nhá. Đây, mình trồng với nhau này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Cứ thế mình trồng với nhau này nhá. Trồng với nhau này. Đấy. Nồi nào vung đấy chứ. Nồi nào vung đấy chứ. Đấy, rất là vừa xinh luôn nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy rất vừa xinh luôn nhá. Đấy. Đúng như cậu với mợ luôn các bạn. Đúng như cậu với mợ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá thì chỉ có cho bác là 140k thôi. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhé. Các bác lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là hàng dung tích của nó là 3,5 lít này, sử dụng điện 220V. Và dung tích của nó sẽ là 1360W nhé, 1360W, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi lẩu đa di năng luôn. Dung tích là rất là lớn nhé, 3,5 lít nhé. Các bác có thể dùng đa di năng kia. Đấy, rất là mình dùng để chiên rán xào nấu đều được hết nhé. Vung của nó là kính cường lực này, vung kính cường lực này. Con này các bác dùng để ăn lẩu thì nó rất là tiện. Ưu điểm là khi mà các bác sử dụng hay là các bác không cần phải mất thêm nồi nữa, Hàng của thương hiệu Osaka này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là mạ vàng rất là đẹp như này. Và bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính 3,5 lít. Các bác ăn từ 10 đến 15 người rất là ok luôn. Đấy, từ 10 đến 15 người ăn rất là ok. Rất là dày dẫn chắc chắn này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Chiên rán xào nấu hấp đều được hết luôn. Đấy, và có sẵn cho các bác là dây cáp cắm này. Kèm cho các bác là đây là cái nắp quai này. Về nhà các bác tự xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái vung kính cường lực nha. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka này, đó. Nồi lẩu Osaka. Osaka 390 đúng không? 390k nhá. Giá 390.000 cho một con nồi lẩu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay giấy bằng nhựa nhá, khay giấy bằng nhựa. Đấy, con này thì nó cũng là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Các bác lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con khay giấy như này nhá. Khay giấy bằng nhựa, giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 90k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 90k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là 10 cm. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa như này, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng rất là ngon lành cành đào cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất là tốt nhá. Lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là cái này đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái đầu như này. Một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái này bán bao nhiêu nhỉ? Các bác lắp vào cái máy khoan cầm khoan pin cầm tay cho em nhá. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào này là nó sẽ di chuyển, là nó sẽ giúp cắt tôn rất là tốt luôn. Đây, các bác lắp vào thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bác như này. Con này chuyên dùng để cắt tôn rất là ngon nhá, cắt tôn rất là ngon. Tôn múi, tôn miếng cắt đều được hết nhá. Tôn múi, tôn miếng dày mỏng cắt đều được hết. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000. Đó. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k cho một cái đầu cắt tôn như này. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đầu cắt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lắp vào, các bác lắp vào cho em vào cái khoan pin, nó rất là dễ dàng không? Đấy, rất là dễ dàng và tiện dụng này. Đấy. Đó thấy không? Cắt rất là chậm luôn nha. Đấy. Cắt vừa thẳng, vừa nhanh, vừa. Cùng những tôn, đây là một cái tấm lớp, nó cắt rất đơn giản.
rất là nhanh và hiệu quả. Ví dụ mà các bác muốn cắt tôn sóng ý, các bác đưa cái đầu cắt tôn này uốn lượn cho sóng của tôn này. Đây, em sẽ cắt thử làm mẫu để các bác nhìn này. Giá sẽ là 140.000 cho cái đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà thì nó có cái màng giấy bóng ở đây, các bác bóc xem cái màng giấy bóng này đi này. Đấy, ba cái màng giấy bóng này đi, màng giấy bóng này nó sẽ là tượng trưng này. Các bác bóc đi cho em. Sau đó thì mình lắp cho em cái viên pin vào. Đấy, cái này thì có tặng kèm cho các bác một viên pin sẵn đây rồi. Đấy, có sẵn viên pin tặng kèm rồi, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong đó. Và con này thì các bác muốn cài đặt giờ thì rất là đơn giản thôi, cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em, lắp vào là nó sẽ nảy 12 giờ trưa luôn. Đấy, 12 giờ trưa nhá, cập nhật nhiệt độ của nó đang là 21 độ C, độ ẩm hôm nay rất là cao, 99% luôn đó. Thì lưu ý các bác là các bác muốn cài đặt giờ thì lắp đúng cho em 12 giờ trưa là xong, rất đơn giản vậy thôi đó. Và có cái màng giấy bóng này các bác bóc ra, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá của nó sẽ là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng giá xoay điện thoại nhá. Đấy, con này thì sẽ là 40.000, 40.000 cho một con giá xoay như này. Con này thì các bác lật cái này lên này, lật cái này lên. Sau đó thì các bác có thể rút này lên cao như này và các bác đặt cái điện thoại vào đây cho em. Đấy, đặt điện thoại vào đây, rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể để đứng và để nằm đều được hết nhá, để đứng để nằm đều được hết. Đấy, con này thì em sẽ gọi nó là giá xoay nhá. Và giá xoay, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con giá xoay như này nhá, 40k. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 25.000 cho một con giá xoay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay. Đấy, giá xoay 25k. Đó, giá xoay này. Giá xoay, giá của nó sẽ là 25k cho một con giá xoay như này, 25.000 các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã nữa. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Con này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Khi em gửi cho các bác thì rời. Về nhà thì các bác tự lắp đặt vào cho em. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút như này và các bác có thể để như này. Đấy, sau đó thì mình lắc này. Đấy, điều chỉnh ngoắt nghéo lên xuống này hoặc là xoay ngang xoay ngược đều được hết nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá xoay điện thoại như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một con giá xoay điện thoại như này. À, con giá đỡ điện thoại như này. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30.000. Đó. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30k nhá. Còn con bé này thì nó sẽ là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay 25.000. Đó. Giá xoay này 25k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai dòng. Một là bơm 1 ti và bơm 2 ti. Thế này thì em giới thiệu qua thôi tại vì là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì nó sẽ là mấy con bơm 1 ti như này. Con này thì sẽ là 100 cành. 100 cành thì em bơm 1 ti như này nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn và tính năng sử dụng thì khá là ưu việt nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi bỏ vào cốp xe này, mang đi khi mà mình di chuyển ngoài đường nhiều mà hay bị thủng xăng thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, dây của nó là dây vải nhá, dây vải như này. Đấy, dây của nó là dây cao su bọc vải như này, rất tiện ích luôn, nhỏ gọn, tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy. Bơm 1 ti, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000. 100.000 cho mấy em bơm 1 ti như này nhá. Con này là 1 ti này. 1 ti giá sẽ là 100k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con này là con 2 ti này. Đấy, con này là con 2 ti. Con này thì giá sẽ là 250.000. Và bên shop cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay made in Japan này. 2 ti to khỏe. Con kia thì cân được bơm được khoảng 7 cân, con này thì bơm được 10 cân hơi nhá, 10 cân hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đây, có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 230 bóng nghiệp cho bé đi. 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bơm 2 ti như này.
230.000 thôi nhá, 230.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2T, đó. Bơm 2T 230k. 230k thì con bơm 2T như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Viết hết đi cho nó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác đấu điện 220 vào cho em, sau đó thì các bác xoáy bóng đèn vào đây. Đấy là khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt này. Đấy, con này thì có thể là các bác để ban ngày ban đêm này và cả ngày cả đêm này và độ sáng và thời gian sáng này. Đấy. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đuôi đèn cảm ứng này luôn. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đây các bác này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Giá thì sẽ là một giá thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một hộp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái xiên hoa quả như này, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc. 10 chiếc. Các bác dùng để xiên hoa quả, xiên thực phẩm, thức ăn, đồ chiên, đồ rán đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện. Dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cái xiên hoa quả này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 50.000 cho 10 chiếc nhá. 50.000 cho 10 chiếc. Đấy. Lên thì em là xiên hoa quả nhá. Đấy. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. 50k cho con xiên hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác cái xương khớp nhá. Đấy, lọ xương khớp này. Đấy. Lọ xương khớp này. Thì con này các bác chuyên dùng để bôi trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Đấy. Nó sẽ là được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi các cái loại côn trùng đây. Đấy. Bọ cạp, sạt sùng, rồi rắn, rồi cóc kiết các thứ như này. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá con nhá. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k. Đó, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi hộp thuốc kiến rán nhá. Hộp thuốc kiến rán. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 12 viên. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, nó là thuốc sinh học nhá. Thuộc các cái chế phẩm sinh học cực kỳ an toàn luôn. Đó đây. Thì đây nó sẽ là dòng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một viên như này. Các bác ném vào gầm bàn, gầm ghế, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Đó. Giá sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thuốc diệt kiến rán nhá. Giá sẽ là 50k. Một hộp này nó là 12 viên. Hàng thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đây. Đấy, thị phần bán của nó số 1 của Nhật Bản luôn các bác nhá. Hộp này 12 viên. Chỉ các loại là rán to, rán nhỏ, trứng rán, kiến rán, rán lớn, rán bé đều chết hết nhá. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá.
Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho các bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bác này, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu đấy các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 mét nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 mét thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái rẻ đây nào. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, sạch. Rất sạch luôn. Đó thì đây. Đây nó sẽ là hai bên các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Đây mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá, giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá, 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm với các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật đường kính của nó sẽ là 20 cm. Đấy các bác này. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá. 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên cho em này, bật phím nguồn này lên này. Đấy.
bật ví nguồn này lên. Sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy, đây có to nhỏ hết các bác nhá. Đây, và có chân sạc đây, nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi, 90k nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá, luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào đấy. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thì các bác bắt đầu bật lên cho em này, bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên mình, để xong là để đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấm gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi. Nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy, thì nó rất là tiện đây. Đấy, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó. Có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy, con này thì nó hết pin rồi. Hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy, tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác. Nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó, thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này. Đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bạn. Ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bạn này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bạn thấy không, em che tấm pin này nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bạn nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, thì các bác có thể mua về mình sử dụng, vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó, đây, về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy, nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển hoặc có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình, giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhé. Bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhé. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em. Châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này, nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhé. Thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17 cm.
và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí kia các nhá. Đấy thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 thì ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên. Các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi là sẽ ra. Đó thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu Clear của thằng thương hiệu Clear. Và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một lọ dầu đầu Clear như này và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình gọi là chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia chổi lau bàn bếp nhá. Đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây. Lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá. 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Tươi. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này. Thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa. Kèm một cây lấy dấu như này.
hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này, đây dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy, thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá, một cây lấy dấu bằng đồng này, kèm thêm cho các bác là năm cây mũi quan tháp thế này, 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi quan tháp thế này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi quan tháp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi quan tháp nhá. Đấy, 5 mũi quan tháp kèm lấy dấu nhá, 5 mũi quan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180k. Đấy, hộp khoan tháp nhôm này, hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy, hộp khoan tháp, cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có hai mẫu nhá. Hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này, và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asaki. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm, và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 nhỏ, giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn ra đây. A1 nhỏ 80k nhá. 80k cho cái A1 nhỏ như này. Đấy. Tiếp theo là sẽ có con A2 to nhé, A2 to. Đấy, con này sẽ là con A2 to, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhé, lên cho em là A2 to này, khoảng 30 cm nhé. Và con này sẽ là 130.000 nhé, 130k. Đó, chiều dài khoảng 30 cm. Và búa thì nặng vào khoảng là 6-7 lạng, khoảng 6-7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nha, và có bọc nhựa nhé, cán thép có bọc nhựa. Hàng này có thương hiệu Asaki của Nhật này, Asaki, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65k cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá. Giá sẽ là 65k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65k nhé. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi, và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhé. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn, 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 62 30. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi. Bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này. Và giá sẽ là 350.000 nhá, 350k. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết. Các bác nhá, khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nhá. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy. Bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn, giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây. 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này. Đấy nhá, Korea các bác nhá. Đó, Korea Hàn Quốc, và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này. Giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhé. Đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này, hoặc là nhà có khách khứa tết nhất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc, rất là ngon, sạch, đẹp và lịch sự nhá. Đấy. 4 cái là sẽ là bằng 20k này. 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá. 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này, được làm từ sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn, bỏ trong cái rổ vuông. Sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi.
Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. 3 đôi các bác nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi. 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này. To nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng nó rất là tiện ích luôn. Em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng làm cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây. Các bác thấy không? Đây. Nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, 30.000. Đấy, còn tính ra là 6 món, 6 món như vậy là tính đi là 65 65 90 35 45 45 60 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy, mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho bác một số cái mã hàng bên em. Đấy thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn thôi, không chuyển khoản thì được. À, thôi các bác nhé. Đó. Đấy thì đây số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy 500. Con này thì một bác khách bác ấy về bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bác này. Đấy nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy nó là bị lỗi nảy sớm thôi. Em nó khắc phục được rồi nhá. Đấy thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000 chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá. Mã nồi số 1 350.000. Đấy thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này 350k nhá. 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy, em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác khanh này bác ấy nấu xong thì nó bị nảy sớm. Nảy sớm thì em nó khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy. Để em làm nốt cái nồi Sáp đi. Mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy, mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 không bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2. Giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây, nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này nó không ăn này. Đấy thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá. Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này chưa qua sử dụng nhá. Đấy và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy này xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn mà em ngại sửa cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó thì các bác lên cho em mã này nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá. 330k.
330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái con mã số 4 này. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá. Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị nứt mất một ít cái đít thì thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày vẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dây dạ của nó rất là ngon luôn. Mầm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4. Đấy, 390.000 cho con nồi này. Đấy, 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy, 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn, dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thì thôi này. Đấy thì không có hề hấn gì cả nhá. Không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thì thôi các bác. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này. Cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 cho một cái chảo gang như này nhá. 40k trong cái chảo gang như này, đường kính là 13 cm, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm, thức ăn rất là ok. Và về nhà các bác tự chế cái quai vào đây cho em, tự chế cái quai vào đây nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như thế này. Đấy, con này đang bán là 30.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này nhìn sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô con này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy, thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang cho em nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác khắc phục cho em nhé. Đấy, lỗi số này này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ở đây xem nào. Thế sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy, thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác.
con này thì có thể là máy vẫn đang chạy. Con này thì máy chạy bình thường nhé. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000. Nhưng mà nó bị mất cái giòn ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái giòn ở đây thôi. Mất cái giòn ở đây các bác này. Đấy, thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái giòn này vào. Đấy, thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhé. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhé. 100k. Nó chỉ bị mất cái giòn ở đây thôi các bác nhé. Đó, máy chạy bình thường. Đấy, thì đây. Đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây để em cắm test điện cho các bạn xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bạn nhá, vẫn xay bình thường. Đấy, nó chỉ vỡ cái nắp này thôi, vỡ cái nắp này thôi các bạn nhá. Đấy, nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy thì cũng giống như con này thôi, hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị. Đấy, con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy. Thì thanh lý nốt cho bác mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường đấy các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy, con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, nên em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng rồi. Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nhá. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt mũi đen như này, 30.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy, nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy, con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, con đèn 5 cánh này là 30.000. Biết nó hỏng ở đâu về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k không nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị làm sao? Một cái con fit đun sôi nhá. Đấy, một con fit đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường các bác nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy, 140k. Đấy. Tức là fix đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọt, mẫu này không bị bọt nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọt nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọt, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý. Đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho cái mic karaoke như này. Đấy, lên cho em là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy, vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy, chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá, 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy, không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Thanh lý 20.000. Đấy, thì tiếp theo là đến cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy, nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này. Vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có một nửa tiền thôi, 70.000 nhá, 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt, nó nứt hai cái khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá, có hai bộ. Đấy. Bộ này thì
bộ này thì không có khay nhá, nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác, bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000. Một bộ 70.000, một bộ 80.000. Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác, em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác.